Biển chiếm 3 phần tư bề mặt trái đất. Tại sao các loài vật sống dưới biển không thể thống trị trái đất giống như con người? Hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Biển chiếm khoảng 71% bề mặt trái đất, tức là gần 3 phần tư, và có hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, các loài vật sống dưới biển không thể thống trị trái đất như con người vì 5 lý do chính sau. 1. Khả năng tiến hóa và phát triển công nghệ. Con người có khả năng tiến hóa để phát triển trí tuệ và công nghệ. Điều này giúp chúng ta có thể tạo ra công cụ, phát triển ngôn ngữ và xây dựng xã hội phức tạp. Các loài vật dưới biển không có khả năng tiến hóa theo hướng này. 2. Khả năng di chuyển và xây dựng. Con người có khả năng di chuyển trên bề mặt trái đất và xây dựng các công trình như nhà cửa, đường xá và các công trình công nghiệp. Các loài vật dưới biển bị giới hạn bởi môi trường nước và không thể xây dựng hoặc khai thác tài nguyên như con người. 3. Khả năng giao tiếp và tổ chức xã hội. Con người có khả năng giao tiếp phức tạp thông qua ngôn ngữ và chữ viết. Điều này giúp chúng ta tổ chức xã hội, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Nhiều loài vật dưới biển có các hình thức giao tiếp nhưng không phức tạp và hiệu quả như con người. 4. Khả năng thích nghi với môi trường. Con người có khả năng thích nghi và sinh sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ rừng, sa mạc, đến vùng cực. Các loài vật biển thường bị giới hạn trong môi trường sống của mình và khó có thể sống sót ngoài nước. 5. Áp lực sinh học và tiến hóa. Các loài vật dưới biển phải đối mặt với những áp lực sinh học và môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như áp suất nước lớn, nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Những điều kiện này giới hạn khả năng phát triển và thống trị của chúng.